Xin chào mọi người, quay lại với VuaHand. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn để nói về Dino BLX 8. Thì mình cũng không có dài dòng gì. Đây là cái cảm nhận cá nhân của mình khi mà bỏ ra số tiền gần 200 triệu để mua chiếc loa này. Nhưng thực chất thì quá dư đối với mình. Thì căn phòng của mình thì chỉ rộng khoảng tầm 20m². Thì mình đó giờ chủ yếu là nghe nhạc bass nhiều, nhưng từ khi lúc có con đó, bà kêu đó. Từ khi lúc mà có con á, thì chiếc loa này mình đã nghĩ rất là nhiều. Thứ nhất là mở những bài hát nhạc cho baby nghe, những cái thể loại nhạc khác nhau nó vẫn đáp ứng được. Còn mình thì hay bị stress về ban đêm rất khá là nhiều, hay mở những bài hát hoặc những cái nó chỉ đơn giản là tiếng mưa rơi. Thì piano nó làm rất là tốt, nó không có cái phần bass, và trong app mình có thể tùy chỉnh rất là sâu. Mình đang cảm giác thấy là già đi, thì những các bạn mà già thì các bạn có thể nghiếu qua những cái sản phẩm này. Hoặc những các bạn nào chỉnh chạc hơn, cần một cái không gian nó relax, nó nhẹ nhàng, thì chúng ta có hứa thì chúng ta sẽ hướng tới của dòng piano. Thì piano có rất là nhiều dòng, bên sau 2, 29 hay là con Edge, hoặc là những dòng khá là nhiều. Nhưng mà BLX là dòng khá là nổi tiếng rồi. Thì ở đây á, cái miếng gỗ này thì trước mình có đặt, thì khi mà mình muốn là wood gold, và có nghĩa là màu vàng trên hai bên, và cái mặt trước là gỗ luôn. Khá là hiếm, màu này khá là hiếm nên là bắt buộc mình phải đặt, thì họ mới giao từ Minh Sinh về. Và cái mặt gỗ là do thị trường châu Á. Thị trường châu Á là Việt Nam mình khá là nóng, nhiều khi nó hay bị ôi các bạn. Và để mình xuống nha. Con gái tôi vô quay luôn nha mọi người thông cảm. Đòi quá, bé đòi quá. Thì piano BLX 8 này á, thì đánh giá cá nhân của mình thì khá là ok về cái chất lượng âm thanh. Tại sao gọi là khá, điểm trừ đó là giá nó mắc quá. Thật sự rất là đắt so với cái sản phẩm mình có thể mua như Vokin Professional Duo là khoảng 100. Con này là 194. Tại vì họ bán chân rời, mặt nạ rời, và lựa chọn màu nó cũng khác nhau, nó cũng sẽ đắt lên cũng khác nhau, nên là cái cấu thành nó sẽ cao hơn. Và một cái nữa là cái con này á thuộc hệ BLX nên là cái giá trị nó cũng cao, chứ không hẳn là về cái chất lượng là cái con này, sản phẩm này phải giá thấp hơn hay như thế nào. Tại vì họ định hướng là cái giá sản phẩm Dino BLX, đã nhắc đến BLX là nhắc đến mắc tiền, như các bạn nhắc tới Rolls Royce, các bạn nhắc tới BMW hoặc là Mercedes kỹ thế. Thì như mình đã nói ban đầu thì do là cái nhu cầu của mình hiện tại không tới mức đó. Mình đã nghe Vokin Formation Duo rồi một thời gian luôn, và sau đó mình bán, mình thấy không hợp nữa, và mình cũng đã nghe Phantom rồi. Có nghĩa là mình đã nghe Vokin Formation Duo xong là Phantom lùi về sau, và sau đó từ đây về sau mình chưa có một cái con nào để mà mình phải đáng trải nghiệm. Và sau một hồi mình nghĩ ra thì mình thấy có BLX 8 mới ra, nó là dạng mini, có thể để lên bàn được. Tại vì con Duo bán được một phần tại vì nó to và nó ngoại hình nó cũng không được bắt mắt. Thì còn BLX 28 thì quá mắc đi, mình không có nhu cầu. Như con này thấy cũng gọi là có thể mình chăm trước, mình mua nên mình có thể vừa sử dụng mà mình vừa bán. Thì để mà bán được sản phẩm thì mình phải trải nghiệm trước rồi mình mới có thể tư vấn được cho khách hàng. Đó là như vậy. Thì cái con BLX 8 này thì hôm qua giờ mình có nghe khá là nhiều bài hát, từ những cái bài pop có bass, ballad, pop nhẹ nhàng, chill, thì 70% là những nhạc có lời khá là nhiều. Còn nhạc có bass thì hầu như mình không có nghe. Đó, cái chất bass nó chắc chắn rồi, nó sẽ không bằng Phantom. Nhưng mà những anh em nào mà thích nhẹ nhàng, du dương cho con ngủ giống như vậy nè, stress, relax, hoặc là ngồi làm việc, thì BLX 8 là một cái lựa chọn khá là ok. Khi mà đem lên bàn cân so sánh với những cái sản phẩm khác trong cùng phân khúc thì có thể là những sản phẩm khác sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái giá trị thương hiệu Benoxin cũng như là cái giá trị từ BLX nó mang lại thì, và thiết kế nữa, thì khó mà hãng nào có thể mang lại được cho chúng ta. Ngay cả về app sử dụng cũng vậy, họ tối ưu rất là tốt. Sau các năm ra mắt thì mình thấy họ làm ngày càng tốt ha. Rồi, còn đánh giá gì nữa không ta? Về cái cách sử dụng và cách connect thì cực kỳ ổn định và nhanh. Thì con này cũng Bluetooth 5.3, cũng có AirPlay 2, cũng có Wi-Fi 6 này là các kiểu.
thì khi mà connect với wifi mình vô mình set up, mình cũng không phải lên quay đi tìm những gì. Be cũng rất là lẹ luôn, bấm tự động trong vậy 5 phút là tự động vô luôn. Thì cái đó là theo cái cảm nhận của mình. Trên cái YouTube này thật ra mình làm cái video, những cái video mình làm test thực ra là chủ yếu là mang tính trải nghiệm. Mình muốn mang đến được cái sự trải nghiệm tốt nhất cho người xem cũng như là cho khách hàng của mình và cũng như là các bạn nhân viên của tiệm mình. Khi mà các bạn xem video, các bạn có thể hình dung cũng như là biết được một chút, một phần nào đó về cái sản phẩm mà mình đang nghĩ tới, đang nghiên cứu nó, đang chuẩn bị mua nó và sở hữu nó. Thì đó mới là quan trọng. Còn những cái vấn đề về test để định hướng các bạn bắt buộc mua cái sản phẩm thì mình không hề làm cái vấn đề đó. Nên là trong video của mình nhiều khi chắc chắn sẽ có sự sai sót và sẽ có nhiều điểm khuyết và nhược điểm, thì mình cũng đang cố gắng từng ngày, tại vì nó thẳng ra thì công việc và mọi thứ của mình đang càng ngày nhiều đi đó, mà mình đưa cho người khác làm thì lại không chất lượng, không đúng theo ý mình đó, nên là cũng khổ lắm các bạn đó. Thì con Be Lab 8 này thì sắp tới khi mà ở bên Lê Văn Sĩ khai trương loa, khai trương tiệm bánh và tiệm nước thì mình cũng sẽ đặt ở đó một thời gian, rồi sau đó mình cũng sẽ mang về. Thì mình đặt ở đó thời gian để cho khách nào muốn qua trải nghiệm thì cứ qua mua nước thì thấy cặp này ở bên đó nha. Đó, vậy cái giá chát quá, chát lắm các bạn. Mình thật sự là có nhiều khách hỏi mình là ủa con này mua về bán được không, rồi cũng như ba cái kiểu đúng hiểu lắm. Thật sự mình đã xác định trong đầu là cái con này mình mua về vừa nghe và vừa bán. Tại sao vừa nghe vừa bán? Nghe ở đây là mình sẽ nghe và trải nghiệm, và mình bán là mình sẽ order bán con mới, chứ không phải là mình bán con này nha. Con này mình vẫn để mình sử dụng một thời gian, rồi sau đó mình chán thì có con nào khác mà nó ngon hơn thì mình đổi, mình sẽ đổi đó. Chứ hiện tại mình thấy con này vẫn ưng, nói chung là nghe những cái bài hát thì rất là tuyệt vời. Còn các bạn cảm nghĩ sao về chiếc loa này? À, và mình cũng nói thêm trong video đây, trong video này mình chia sẻ thôi nha, mình đánh giá chia sẻ tại sao Be Lab nó đắt tiền, đắt tiền ở chỗ nào và như thế nào. Thì từ hồi nãy giờ mình chưa có nói, vì cơ bản á, nếu mà mình nói nó mắc về củ loa có gì đâu mà mắc, mình nói về cái ngoại hình, nói về mọi thứ thì nó cũng không có gì để mà phải gọi là đắt tiền hết. Nhưng mình đã nói từ ban đầu, cái giá trị thương hiệu Be Lab mang lại và cái giá trị từ cái sản phẩm Be Lab bao đời của nó, uy tín và chất lượng như thế nào. Và để làm được một cái sản phẩm loa vừa đẹp, nghe chất lượng nuột nà thì hầu như trên thị trường khá là khó đó. Các bạn nên nghe thử và các bạn cảm nhận thử thì các bạn mới thấy được cái sản phẩm này nó ở tầm nó như thế nào đó. Và những bạn nào mà hay gọi là gõ phím nhiều á hay mà kia á, thì mình xin thưa là mình biết là video mình có nhiều sai sót, và trong cái video mình cũng có nhắc đến và nói đến, thì làm ơn mình đã biết mình không cần các bạn quan tâm đến mức gõ lại giúp mình. Cái ví dụ như hôm bữa cũng vậy, có nhiều cái mình đã biết là con Go 3 mình không có hàng trưng bày ở tiệm thì mình không thể nào so sánh được, nên mình lấy một cái con khác qua. Mình cũng có đưa dẫn chứng từ những video khác rồi, mình chỉ đưa những số điểm cho các bạn xem thôi. Có nhiều bạn cũng gõ có một con thì thực tế thì mình đã nói trong video là mình biết cái vấn đề đó rồi đó, thì các bạn không cần phải nhắc lại mình vấn đề đó. Mong là cái cộng đồng, những người, những bạn, mọi người khi xem góp ý hoặc là có một cái ý kiến nào đó nó tốt hơn để mình phát triển. Ví dụ như anh ơi, anh nên test nhạc bài này giúp em, anh ơi sao anh không quay cái này. Mình có thể nói chuyện một cách lịch sự, khiếm nhã, chứ không phải là một cách nói chuyện vô .. mình không nói nhiều ha, vô thôi. Thật sự là mình đọc những phần mềm, mình không hiểu những bạn ấy đang suy nghĩ cái gì, hay là do là đang dùng Athlon rồi mình muốn nói gì thì mình nói, muốn chửi hay chửi, làm gì thì làm đó. Nên là các bạn cũng nên có một cái gọi là mình không nói các bạn ha, nên không phải chỉ hay cái dạng gì, nên có thói quen mình góp ý mình phải nói chuyện như thế nào với người ta một cách thực sự, chứ không phải là chửi với mặt người ta. Xin lỗi các bạn, không biết là các bạn có mua hàng mình chưa, thì những cái comment mà những anh mà nói này nói kia ở trên cái kênh của mình á, thì thật sự mình next, không phải nói nhiều đó. Rồi quay vấn đề chính ha, con ngủ luôn rồi, con thấy sao về Be Lab 8? Để con thẩm thêm hả? Ok, thì video mình đến đây thôi.
Thì mình cũng chỉ muốn nói các bạn là Pinocchio Lab 8 nó như thế nào theo đánh giá của mình sau mấy ngày mình sử dụng. À nhắc mới nhớ, cái vỏ cái con Pinocchio Lab 8 này lúc mà order về mình khui ra hai cái đều bị nứt hết, tại vì gỗ Việt Nam mình nó chịu không nổi các bạn. Khô xứ Đan Mạch nó lạnh, cái gỗ mình sản xuất ở Đan Mạch luôn, mắc in Đan Mạch. Mà về Việt Nam mình đánh nóng khô, mấy bữa nay nóng khô quá, nứt bể. Nên là phải gửi ra hãng đổi, hỗ trợ đổi cái mới luôn, bảo hành đổi cái mới. Nói chung là khi mà các bạn đã nghe rồi, đã cảm nhận rồi thì các bạn sẽ biết nó như thế nào. Còn nếu mà các bạn chưa nghe, đó là đơm na là kinh nghiệm, kiến thức và trải nghiệm của Thái Công. Thái Công nói rất là đúng, thật sự rất là đúng. Nhiều khi chửi nhưng mà mình thấy quay lại nhìn thấy nói cái đó rất là hay, rất là đúng. Mình phải có trải nghiệm và mình phải có kiến thức và cái kinh nghiệm nữa thì mình mới biết như thế nào. Kinh nghiệm ở đây là cái gì? Mình nghe nhiều mình biết cái bài nào hợp với cái lo này thì đó là kinh nghiệm. Còn kiến thức là con này nó phục vụ như thế nào, chạy sao nó mắc như thế nào, đó là kiến thức. Còn trải nghiệm là mình đi mình nghe thực tế rồi mình mới suy luận được hai cái kia. Rồi ok, video này kết thúc, cảm ơn mọi người xem video nha con gái.